Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay em giới thiệu với anh em chiếc đầu CD Pioneer đầu bài. Đây là một chiếc đầu mà anh em vẫn thường gọi vui rằng vua nhập vàng của Pioneer. Đúng vậy, cái chất âm của dòng đầu CD Pioneer thì nó thường có cái chất âm là mềm mại và rất là êm ái, đặc biệt là chơi những dòng nhạc trữ tình thì nó rất là tuyệt vời. Đó là những cái chất âm của dòng Pioneer nói chung, đặc biệt là con Pioneer PDT09 này thì nó còn vượt trội hơn hẳn so với những cái đời trước. Nó có một cái chất âm rất là tuyệt vời. Nhưng anh em nào chơi nhạc vàng, nhạc trữ tình khi nghe thì chắc chắn là sẽ thích ngay từ lần đầu và khó có thể có cái một sự lựa chọn nào trong tầm tiền mà nó vượt được qua cái chiếc đầu CD Pioneer T09 này. T09 là một chiếc đầu CD Pioneer đầu bảng. Nó tích hợp và hội tụ đầy đủ các cái linh kiện cũng như là cái yếu tố cũng như là những cái thế mạnh nhất của Pioneer, nó được tích hợp vào chiếc đầu này. Đây là một chiếc đầu làm các cái vỏ đều được làm bằng nhôm phay, tất cả ngay từ mặt đến nắp lưng hay đến hai bên hồi thì đều được làm bằng nhôm phay, chúng ta cho một cảm giác rất là sang trọng cũng như là có một cái gì đó rất cao cấp. Nó sử dụng một cái cửa đĩa ở bên dưới nằm vị trí là ở chính giữa, bên trên là đèn quắc. Điều đặc biệt của Pioneer thì nó sử dụng cái cửa đĩa là khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ đặt đĩa ngửa, vì Pioneer sử dụng cái bộ cơ là hệ thống là treo mắt treo và cái bộ cơ là ở bên trên, cho nên là khi chúng ta dùng vào sẽ phải cho đĩa ngửa. Bây giờ em sẽ mở ra chúng ta cùng khám phá cái độ hoành tráng cũng như là về cái phần ruột gan rất là gấu mèo của chiếc đầu CD Pioneer T09 này. Cái mức giá mà shop em bán là 28.500.000, 28.500.000 có khiển zin anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bá Hồng để sở hữu cho mình chiếc đầu siêu phẩm nghe nhạc vàng tuyệt đỉnh công phu. Em đã tháo sẵn ốc ra rồi, bây giờ em sẽ nhấc cái nắp ra để chúng ta cùng xem. Chúng ta có thể thấy là nhôm phay toàn phần đúng không ạ? Chúng ta cho một cái cảm giác rất là chắc chắn và sang trọng, cao cấp. Bên trên này thì ở cái phần này nó cũng được lắp thêm một miếng đồng để chống nhiễu đúng không ạ? Hiếm có một chiếc đầu nào mà nó làm kỹ càng như hãng Pioneer, bởi vì nó bọc đồng tất cả các linh kiện cũng như là những cái chi tiết chính thì đều được bọc đồng. Cả phần khung sườn cũng đã được bọc đồng rất là kỹ càng, giúp chống nhiễu gần như là rất nhiều. Đó. Này, ngay cả trên nắp lưng thì hãng cũng sử dụng thêm hai miếng đồng để chống nhiễu cho cái phần giải mã bên này. Chúng ta khi mà chúng ta xem thì chúng ta có thể thấy là cái thiết kế cũng như là linh kiện bên trong chúng ta nhìn có thể rất là hoành tráng đúng không ạ, hầm hố rất nhiều, tất cả các cái con tụ đều được bọc đồng ở phía trên nóc để cho nó giảm thiểu cái độ nhiễu lẫn nhau, chồng chéo nhau, được giảm độ nhiễu đi thấp nhất giúp cho chất lượng âm thanh được cải thiện hơn. Được, tất cả các hệ thống cũng như là cái phần khung sườn đều được mạ đồng chống nhiễu. Các cái linh kiện đều sử dụng những cái linh kiện cao cấp, thậm chí những cái con tụ này nó còn bọc xung quanh, không chỉ bên trên nóc mà còn bọc xung quanh. Ở trong đây thì chúng ta có ba biến thế nguồn, hai biến thế nhỏ và một biến thế nguồn chính rất là to. Chiếc đầu CD Pioneer T09 là một chiếc đầu huyền thoại về chơi nhạc vàng, không thể chê được. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bá Hùng để sở hữu cho mình thêm vào một cái bộ sưu tập chơi nhạc vàng, một chiếc đầu khủng long bạo chúa. Ở phía đằng sau thì như chúng ta thấy là có đầy đủ các cổng kết nối từ ba lăng đến RCA cũng như Corsair và Optical, đúng không ạ? Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Bá Hùng để sở hữu chiếc đầu CD Pioneer T09 này nhé. Xin cảm ơn anh em.